Đấu La Lại Lục phần 2 tập 229, Vũ Hồn Dung Học Kỹ, Quyền Luyến Hồng Trần, Tuyệt Thế Đường Môn. Nếu không thì kỹ năng này đã vượt xa Hải Chủ Thần Kỹ mà đạt đến trước cấp độ là nghịch thiên rồi. Giờ phút này, Vũ Hạo chỉ là đơn giản sử dụng ra mô phỏng, không cho đối thủ trông thấy mình. Như thế dĩ nhiên là đối thủ sẽ là không biết hắn đang làm gì cả. Cho dù các khán giả bên dưới cũng là không nhìn thấy được. Lúc này, quanh cơ thể của Vũ Hạo và Vương Đông được bao phủ một tầng ánh sáng trong suốt. Hàng vạn viên bi ánh sáng loáng như là kim cương nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người bọn họ. Băng Hoàng Thủ Hộ là một hồn kỹ có lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, tuần hoàn 40 vạn năm của bằng bích đế hoàng hạt. Cực hạn chi băng dĩ nhiên là sẽ mang đến cho kỹ năng Băng Hoàng Thủ Hộ lực phòng ngự cực hạn. Như thế làm sao kịch độc của Chu Tình Băng Thiểm có thể xuyên qua được? Một màn ánh sáng lóe lên, Vũ Hạo và Vương Đông hợp thành một chính thể. Thực tế lúc này lượng hồn lực Vũ Hạo tiêu hao thậm chí là còn nhiều hơn cả chủ công Vương Đông nữa. Đầu tiên hắn sử dụng ra tinh thần tham trác, tinh thần cộng hưởng, kế đến là tinh thần kiều nhiễu, rồi lúc này là Băng Hoàng Thủ Hộ, liên tiếp hàng loạt kỹ năng được Vũ Hạo sử dụng ra một cách lưu loát. Không thể không nhắc đến tác dụng của sinh linh kim. Sau lần dung hợp với nó, bất kể là tu vi hay là tinh thần lực của Vũ Hạo đều là tăng vọt. Đấy là một trong những lý do quan trọng khiến cho hắn không hề yếu kém so với Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Cũng trong lúc màn ánh sáng leo lên, gương mặt của Vũ Hạo liền trở lên lạnh băng. Thời khắc quyết thắng đã đến rồi. Hàng nghìn hàng vạn chiến khí của Mộng Hồng Trần bay thẳng đến phạm vi bao phủ lấy Vương Đông. Một đôi kiếm này của cô chủ yếu là đều là tăng phúc về mặt công kích. Lực phá hoại cực kỳ mạnh, thậm chí là nó còn có thể làm cho hồn đế Bạch Hổ Đối Thượng Hành bị thương mà. Hơn nữa thì bên trong còn ẩn chứa kịch độc Chu Tình Băng Thiểm đậm đặc nhất. Mộng Hồng Trần tuy đã là mất đi hồn đạo khí phi hành nhưng mà với tu vi hơn xa Vũ Hạo và Vương Đông, trong thời khắc tung chiêu cũng là phóng người nhảy lên. Trên sàn đấu vì có hạn chế từ bức màn phòng hộ mà nhờ vào Vũ Hồn Chu Tình Băng Thiểm, Mộng Hồng Trần hoàn toàn là có thể nhảy ngửa đến độ cao cực hạn. Cho nên ngay thời điểm cô nhảy ngửa lên, cô tin chắc rằng dù Vương Đông có lẽ tránh giỏi đến mức nào cũng là không thể tránh được công kích của mình. Mà trên thực tế, Vương Đông cũng là không có ý định lé tránh. Nháy mắt khi mà Mộng Hồng Trần nhảy lên, hai cánh của Quang Minh Lữ Thận Điệp đập mạnh, cơ người hắn trượt ra trên không trung. Sau đó thì lồng ngực hắn lóe ra ánh sáng chói lói, có thể thấy vô số ánh kim lương theo không khí không ngừng tụ hội lại lồng ngực của hắn. Trước ngực của Vương Đông là một viên ngọc như là mặt trời bé nhỏ, ánh sáng rực rỡ chính là phát xạ từ nó. Khi mà công kích của Mộng Hồng Trần bay đến, Vương Đông cũng là điều khiển luồng ánh sáng màu vàng kim dày đặc trước ngực của mình bay đến va chạm với vị trí trung tâm của kiếm trận. Một tiếng lổ chói tai vang vọng khắp toàn trường, luồng sáng ánh kim kia nháy mắt va chạm với hàng loạt tia kiếm của Mộng Hồng Trần, sau đó lổ tung hóa thành vô số tia sáng lồng đậm hơi thở quang minh. Điệp Thần Trảm, hồn kỹ thứ 3 của Vương Đông. Hồn kỹ này bình thường là rất ít khi Vương Ngôn sử dụng, không phải là vì uy lực của nó tầm thường, mà ngược lại, hồn hoàn thứ 2 của Vương Đông là hồn hoàn cấp bậc ngàn năm. Nói một cách khác, thực tế hồn kỹ thứ 3 quán đã là tương đương với hồn kỹ thứ 4 của Mộng Hồng Trần. Cộng thêm sự trợ giúp của Hạo Động Lực, một kích này tuy là không thể so được với đòn tấn công từ cường giả bậc hồn vương, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Tuy vậy, chỉ đơn giản là với kỹ năng này mà là muốn chiến thắng Mộng Hồng Trần dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng nếu dùng nó để tranh thủ một chút thời gian thì là dư sức quá cầu. Từng đạo ánh sáng dày đặc nháy mắt bùng nổ, hàng trăm tia sáng cùng hợp lại, hệt như là một nụ hồng xòe cánh lở hoa, sau đó dần dần nhân rộng lên thành vô số đóa hoa, hơi thở quang minh mang theo hương vị ánh mặt trời phủ xuống khắp nơi. Đối mặt với đoàn công kích này, Mộng Hồng Trần đã là bắt đầu luống cuống chân tay. Dù sao thì cô đã là không còn bộ áo giáp phòng ngự, nếu không may bị là hàng loạt tia sáng này đánh trúng chắc chắn là sẽ bị thương nặng. Nếu như là lúc nào đầu, cô nhất định là sẽ không mấy bận tâm mà là quyết định cứng đối cứng, nhưng mà hiện giờ không thể lỡ rồi. Đây là trận chung kết, cũng có thể xem như là trận đấu cuối cùng quyết định thắng bại. Làm sao cô có thể làm bừa được? Hơn nữa thì trong nội tâm của cô, tiềm thức của cô chẳng hiểu tại sao lại là cho rằng Vương Đông rất mạnh. Có thể nó đã là bị yếu tố tình cảm chi phối. Căn bản bất cứ là cô gái nào cũng là nghĩ rằng người mình thầm mến là một người cực kỳ là mạnh mẽ. Bởi vậy, nháy mắt khi mà Mộng Hồng Trần chuẩn bị đỡ lấy Điệp Thần Trảm, đó là năng lực vung kiếm không sót bỏ bất cứ kẽ hở nào. Toàn bộ phương thức đều là bị ngăn cản. Một kiếm vung lên để là tỏa ra một lượng lớn kịch độc Chu Tình Băng Thiểm. Chỉ cần độc tố có thể phát huy ra toàn tác dụng thì trận chiến này sẽ là lập tức kết thúc. Cũng ngay lúc này, một cảm giác sợ hãi khó mà thể hình dung được chợt xuất hiện ra khiến cho cô không thể kiềm được mà run rẩy cả người. Áp lực đến từ bên trong, hoặc là đúng hơn là đến từ chính lực lượng căn nguyên của cô, Vũ Hồn. Một ảo ảnh lặng lẽ xuất hiện ra, không chút tiếng động sau lưng của Vương Đông. Ảo ảnh trong suốt nhưng là cả hai người đó lại là tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cái đuôi màu xanh biếc nhọn hoắt đầy u ám.
càng khủng bố hơn là tận sâu trong linh hồn của cô, càng lúc càng bị áp lực để hàm lặng, khiến cho động tác của cô chậm chạp đi rất thấy rõ. Băng Bích Đế Hoàng Hạt, vua hồn thứ hai của Vũ Hạo, hơi thở của hồn thú 40 vạn năm giờ phút này được kỹ năng mô phỏng của Vũ Hạo bày ra một cách hoàn mỹ. Dù Chu Tình Băng Thiểm không phải là hồn thú sinh sống tại vùng trung tâm của cực Bắc và cơ thể nó cũng là không chỉ là thuần túy có thuộc tính băng, nhưng nó một cách nào đó, bản thân nó vẫn là có một phần bộ phận mang sức mạnh từ băng, hơn nữa là còn chiếm một vị trí không nhỏ. Như là Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã từng nói, nó là chủ thể của những loại thuộc tính băng. Tất cả hồn thú thuộc loại này khi mà đứng trước mặt nó đều là phải gọi nó là vua là chúa. Hơi thở của Chu Tình Băng Thiểm làm sao có thể so được với nó đây? Huống chi hơi thở khủng bố lúc này 100% đến từ chính Băng Bích Đế Hoàng Hạt thật sự. Các trận đấu trước của Vũ Hạo, Mông Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần đều đã xem qua, nhưng mà khi đó trận đấu bị bức màn phòng hộ ngăn cản, bọn họ chỉ là thấy Vũ Hạo mô phỏng ra hôn hoàn 10 vạn năm rồi chấn động, nhưng lại là chưa nhận thật sự cảm thấy được luồng hơi thở khủng bố ấy. Kế đến, sự thật chứng minh bọn họ đều là ảo ảnh. Sau này Vũ Hạo cũng là không thi triển lại năng lực này nữa. Bọn họ đều là phán đoán được rằng kỹ năng của Vũ Hạo chỉ là ảo ảnh, không có chút giá trị thực tế nào. Nhưng mà lúc này đây, sau khi Mộng Hồng Trần cảm nhận được hơi thở khủng bố của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, mới là thật sự thấy được từ nãy đến giờ mình khôi hài như thế nào. Hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạt tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng lại là vô cùng chân thật. Trước mặt nó, vũ hồn của cô bị áp chế hoàn toàn, thậm chí là muốn ngẩng đầu lên cũng là không được. Một thân tu vi lúc này cũng là đừng nói chiến đấu, ngay cả 50% không biết có sử dụng được hay không nữa. Nhất là sự sợ hãi tự đáy lòng kia đã là ảnh hưởng rất nhiều đến ý chí chiến đấu của cô rồi. Khó trách ban đầu khi anh phóng ra hồn hoàn 10 vạn năm lại là khiến cho toàn trường xung động như vậy. Uy áp này quả thật là quá mạnh, quá khủng bố, làm sao lại không kinh hãi cho được. Bị ảnh hưởng không chỉ là có Mộng Hồng Trần, ngay cả Tiếu Hồng Trần đứng sau lưng cô cũng là không ngoại lệ. Bất kể là Chu Tình Băng Thiểm hay là Tam Túc Kim Thiền, đây là vua hồn thuộc tính thiền cáp, cọc nhái. Hiện nhiên thì nếu ở trường hợp bình thường, vua hồn của bọn họ có thể xếp ngang hàng với Hạt Tử là bọ cáp. Còn mạnh yếu thế nào phải là xem đến cấp bậc vua hồn mới làm ra sao thì mới biết được. Không thể nghi ngờ, Tam Trúc Kim Thiểm có cấp bậc là cao hơn Chu Tim Băng Thiểm. Cả hai đồng thời là đều là vũ hồn cao cấp nhất, nhưng mà trước mặt bọn chúng là ai? Là vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt tuyệt thế thiên hạ. Cho nên bọn chúng dù là xưng hùng xưng bá ở đâu, khi đứng trước mặt nó vẫn là chỉ có thể dùng đạo thần tử khi mà đối mặt với quân vương. Cho dù là bản thân chủ nhân của chúng có mạnh hơn nữa, cũng là không thể thay đổi được cục diện. Hai người bọn họ không sao ngờ được, chỉ là một ảo ảnh mà lại là mang đến cho bọn họ ảnh hưởng lớn đến như vậy. Mà trên thực tế, đâu có phải là ảo ảnh hay không? Người ta có câu giả giả thật thật, thật là giả mà giả cũng là thật. Bên trong ảo cảnh xen lẫn một chút sự thật thì là cũng rất khó bị phát hiện. Giờ phút này, bản thể chính đúng là tác dụng từ hồn ký mô phỏng, nhưng mà hơi thở của Băng Bích Đế Hoàng Hạt lại thật sự là từ hồn thú 40 vạn năm. Rằng hơi thở khủng bố này đâu phải là muốn phục chế là phục chế. Đâu thần túy là hơi thở của vũ hồn cực hạn thuộc tính băng, cũng chính là hơi thở của một trong thập đại hung thú. Đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả người bên cạnh quan sát tình hình trận đấu với tâm trạng vô cùng là căng thẳng là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự, khi mà cảm được hơi thở khủng bố từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng là cảm thấy hết hồn. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong tích tắc. Mộng Hồng Trần tuy là hóa xạ được Điệp Thần Trảm, nhưng mà lực truy kích nháy mắt đã là suy yếu thật lớn. Còn Tiếu Hồng Trần ở phía sau khi giải quyết được Điệp Trần Chi Quang, chuẩn bị chạy đến trợ giúp cho muội muội, động tác nháy mắt cũng là trở nên chậm chạp. Cũng ngay một khắc này, một màn xương trắng kết hợp với hơi thở uy nghiêm nháy mắt lấy Vua Hạo và Vương Đông làm trung tâm, nó không ngừng lan tỏa ra bên ngoài. Vì lúc này khoảng cách giữa Mộng Hồng Trần và hai người bọn họ đã là quá gần, cô căn bản là không thể tránh né được quầng sáng lan tỏa trên phạm vi rộng này. Đoàn công kích của cô rõ ràng là đã bị ảnh hưởng vì vũ hồn khẩu bị áp chế. Hàn khí nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân, Mộng Hồng Trần như là ngay lập tức bị đông cứng trên không trung. Từ ngày có được vũ hồn Chu Tình Băng Thiểm đã là rất lâu rồi, cô không biết cảm giác rét lạnh là gì, nhưng mà giờ phút này cơn lạnh buốt phảng phất như là chui vào tận xương tủy, làm cả người cô run rẩy kịch liệt. Bề ngoài cơ thể của cô dường như là còn bị một tầng ánh sáng màu lam nhạt nhạt bao phủ. Sức chiến đấu của Vũ Hạo nháy mắt tăng lên cực hạn. Luồng khí lạnh tuy là bao phủ mọi phương vị, nhưng lại là phủ xuống một diện tích không lớn cho lắm. Nháy mắt sau, ảo ảnh Băng Bích Đế Hoàng Hạt sau lưng hắn, nhất là cái đuôi màu xanh biếc giống như là được sống lại bắt đầu di chuyển. Nhờ tác dụng của kỹ năng mô phỏng, nên không ai có thể trông thấy lúc này xương ngực, xương sống, xương sườn, tất cả đều là lấp lánh ánh sáng màu xanh lục. Đúng vậy, đây là kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ đến từ hồn cốt thân thể Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Vĩnh Đồng Chỉ Vực.
Đây mới chân chính là thực lực của người có cực hạn chi băng, cũng là điểm mạnh mẽ nhất của nó. Cho dù là vũ hồn chu tinh băng thiểm cũng là không thể chịu đựng nổi. Mặc dù hiện nay hắn chỉ là phát huy ra được một phần nhỏ uy lực của nó, nhưng có hơi thở của băng đế ở đây, tác dụng vẫn là không thể xem thường. Bàn này Mộng Hồng Trần lấy đà nhảy lên vốn là đã chạm vào điểm cao nhất. Tích tắc sau đó cô bị Vĩnh Đông chi lực đóng băng, tiếp đó thì ngã nhào xuống đất. Làm sao Vương Đông có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hai cánh hợp nhất lập tức lại nhảy lên chém thẳng về phía Mộng Hồng Trần. Nhưng mà bất kể là Vũ Hạo hay là Vương Đông đều không trông thấy. Không biết là từ bao giờ, bên hông của Mộng Hồng Trần đã xuất hiện ra một cái xiềng sắc màu đỏ sẫm. Ngay khi Vương Đông nhớ vào tác dụng của Vĩnh Đông chi lực tấn công Mộng Hồng Trần, thì cô bé lại là lách người thoát khỏi phạm vi công kích của Vương Đông. Kế đó thì một cơn gió lốc xuất hiện ra chặn đứng hướng truy kích của hắn. Cái xương xích màu đỏ sậm nháy mắt kia bay trở về tay của Tiếu Hồng Trần. Lúc này thì sắc mặt hắn vô cùng là nghiêm túc. Đúng vậy, khi vừa mới lên sàn đấu, cả hắn và Mộng Hồng Trần đều là không có quá xem trọng trận đấu này. Nhưng mà hiện giờ hai anh em bọn họ đã là phải công nhận một sự thật, bọn họ đã sai rồi. Hai thứ liên trước mắt không thể nào đánh giá bằng cấp độ hồn lực như là hồn sư bình thường. Cũng giống như là Vũ Hạo và Vương Đông, hai người anh ăn ý như thế nào thì anh em Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần cũng là không kém. Bọn họ cũng trưởng thành, cũng phối hợp chiến đấu và tu luyện, bọn họ hiểu nhau cũng là không thua hai người Vũ Hạo một chút nào. Một tầng ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên từ ngực của Mộng Hồng Trần, sau đó thì một màn sương mù từ người cô bùng phát, rồi lại thu ngược trở về hóa giải tác dụng của Vĩnh Đồng Chỉ Vực. Mặc dù trong quá trình này cơ thể cô không ngừng run rẩy, nhưng ít nhất là hiện nay cô không còn bị đóng băng nữa. Vĩnh Đông Chi Vực đã được Vũ Hạo sử dụng ra rất nhiều lần, thậm chí là còn sử dụng trên người của cường giả bậc hồn vương. Nhưng mà lần đầu tiên có người có thể hóa giải nó nhanh như vậy. Ngoài trừ chênh lệch tu vi giá, có lẽ còn nhờ sự trợ giúp rất lớn từ thuộc tính hỏa trong chu tình băng thiểm nữa. Vũ Hạo tuy rằng bất ngờ nhưng rất nhanh đã là có đáp án. Khó trách bàn lấy dưới áp lực của cực hạn chi băng, chu tình băng thiểm của Mộng Hồng Trần cũng là không bị ảnh hưởng nhiều. Hay nếu mình và cô ta ở cùng cấp bậc hồn vương, cô ta làm sao có thể dễ dàng phá vỡ Vĩnh Đồng Chi Vực như vậy? Ở thời điểm này, song phương dường như là lại trở về thời điểm ban đầu. Tiếu Hồng Trần tấn công, Vũ Hạo và Vương Đông hợp lực phản kích. Áp lực từ băng bích đế hoàng hà cũng giống như là phù dung sớm lỡ rồi tan. Toàn cái tan biến, Vương Đông lại dang rộng hàng cánh ra, các người lại lách lách lẻ tránh. Được sự chỉ dẫn của tinh thần tham chắc cộng hưởng, ít nhất là hắn có 90% khả năng thoát khỏi công kích của hồn đạo khí. Mà khoảng cách của Vương Đông và huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần càng lúc càng gần. Mộng Hồng Trần lúc này đã là hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Kỹ năng của cô vừa sử dụng chính là hồn kỹ thứ tư của mình, băng trì phản bộ. Lấy hỏa làm gốc, sau đó kích phát độc của băng thiểm, hóa thành năng lượng thuần túy là năng lực của bản thân cô, đồng thời còn giúp lực công kích của mình tăng lên cực hạn. Tuy nhiên thì một khi cô đã sử dụng ra băng trì phản bộ, cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp cô sẽ là không thể sử dụng được kịch độc của băng thiểm nữa. Theo bề ngoài, từ nay đến giờ, sau mấy đợt va chạm, có vẻ Vũ Hạo và Vương Đông tiêu hao hồn lực khá là nhiều, nhưng mà thực tế, Mộng Hồng Trần cũng là bị ảnh hưởng không nhỏ. Độc của băng thiểm không thể dùng nữa, băng chi phản bộ tuy là theo lý thuyết là giúp lực công kích của cô tăng đến cực hạn, nhưng vì ảnh hưởng từ Vĩnh Đông Chi Vực, cô chỉ là có thể khôi phục lại được hoạt động của bản thân.